Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức 10 Sóc Trăng ạ. Ngày hôm nay chia sẻ lên video này cập nhật cho anh chị và các bạn về hai mẫu xe là Pajero 125 cũng như 160 nha anh chị nha. Thì với hai phiên bản màu sơn cực kỳ rất là mới lạ tại cửa hàng nha anh chị. Thì trong phần video này chia sẻ cập nhật lại chương trình khuyến mãi, giá xe và cũng như là thủ tục trả góp 0% lãi suất đối với dòng xe Honda Pajero này nha anh chị nha. Thì như phiên bản màu xám này nè anh chị, là màu xám đen nha. Bản này là Pajero 125 anh chị. Được chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo luôn nha anh chị nha. Với hai phiên bản, đó là phiên bản đặc biệt và bản thể thao, màu xanh và màu đen. Ngoài ra thì bên Chí luôn cập nhật những mẫu màu sơn xe độ mới dành cho khách hàng nào mình quan tâm hoặc là cần tìm mua những cái mẫu màu sơn mới á, thì bên Chí có độ thêm như là màu trắng nè, màu đỏ nè, màu xám nè, xanh ánh tím, hồng ánh tím, xám ánh tím là có đầy đủ hàng luôn nha anh chị nha. Thì trong phần video này Chí sẽ lên video để cập nhật lại hai phiên bản này cho anh chị có nhìn tổng quan hơn về hai cái mẫu xe này, cùng là Vario 125 và cũng như 160, để cho anh chị nào mình cần nhu cầu hoặc mua xe một trong hai mẫu xe này thì có thể là biết thêm và cũng như là mình thể so sánh được hai cái mẫu xe này luôn nha anh chị nha. Bên đây là mẫu xe Honda Pajero 160 thì cái khối động cơ lớn hơn, thì đi kèm vào đó thì thì trong xe nó sẽ nên là uy lực mạnh mẽ hơn, nhìn trong xe nó sẽ toát lên một cái gì đó rất là mạnh mẽ nha quý anh chị nha. Với nhiều góc cạnh và cũng như là xe sẽ hầm hố hơn so với mẫu Pajero 125, thì cái mẫu xe này hiện tại nay thì bên Chí được nhận được rất là nhiều feedback từ anh chị rất là tốt nha. Thì anh chị nói là mẫu xe này chạy rất là mạnh, rất là bền, ok. Đi cái phiên bản này thì cũng được cảm giác lái cũng thoải mái, lái cũng rất là thích thú nha anh chị. Vì xe này á thì nó trang bị lên cái công nghệ là SP cộng anh chị, lên tới là 4 van hút nhanh thải sạch nha, cho cảm giác lái rất là khoáng khích khi mình đi trên cái con xe này. Tuy là cái về cái động cơ á, thì nó lớn hơn so với phiên bản 125, nhưng mà cái dung tích bình xăng cũng vẫn là 5,5 lít như nhau nha anh chị nha. Về phiên bản, giữa hai phiên bản này đều là sử dụng cái công nghệ là một cái là SP, một cái là SP cải tiến. Thì theo đó thì phiên bản 160 này á, thì được đánh giá là cao hơn nha anh chị nha. Thì anh chị nào mình về giá thành xe á, thì theo Chí đánh giá thấy thì thấy là cái mẫu Pajero 125 này á, thì đang có giá bán chỉ từ 47 thôi anh chị. Và phiên bản 160 thì cũng chênh lệch nhau đâu đó khoảng 1-2 triệu thôi, là 48 triệu thì mình đã sở hữu ngay phiên bản 160 luôn rồi anh chị nha. Thì với những cái tính năng công nghệ thì theo Chí thấy là vẫn có sử dụng ổ khóa thông minh Smart Key nè, vẫn có học điện đồ tiện dụng ở phía trước, và trang bị cổng sạc điện thoại GP ở học điện thoại phụ nha. Và vẫn là mặt đồng hồ full LCD âm bản nè. Và học điện đồ á, thì cũng lên tới là 18 lít và bình xăng cũng 5,5 lít như nhau nha anh chị nha. Thì với cái những cái công nghệ tiên tiến hàng đầu nhất của Honda được trang bị trên mẫu xe Honda Vario này, nhưng mà bù lại cái là khi anh chị khách hàng mình mua một trong hai cái mẫu xe này á, thì mình sẽ được hỗ trợ chương trình khuyến mãi là riêng biệt nhau nha anh chị. Thì đối với mẫu xe Pajero 125 này á, thì anh chị sẽ nhận được chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng khi mình mua xe, sẽ được hỗ trợ là thuế trước bạ 1 triệu đồng, chịu thắng trực tiếp vào giá xe nha, và tặng gói quà được 500.000 đồng. Còn đối với Pajero 160 á, thì anh chị khi mình mua xe trong tháng này sẽ được hỗ trợ phí đăng ký lên tới là 4 triệu đồng nha anh chị nha. Thì khi khách hàng mình mua xe thì sẽ được hỗ trợ là giảm thêm được 4 triệu đồng tiền mặt nếu mà anh chị mua tiền mặt hoặc góp có lãi suất nha. Còn nếu mà anh chị có thể mình chọn hình thức là mua trả góp 0% lãi suất thì mình được giảm được thêm 2 triệu đồng vào giá xe nữa nha anh chị. Thì một là anh chị chọn là giảm trực tiếp 4 triệu đồng mua tiền mặt hoặc trả góp có lãi suất. Còn nếu mà anh chị muốn chọn góp 0% lãi suất thì mình chỉ được giảm được 2 triệu đồng thôi. Nhưng mà 2 triệu đồng đó thì anh chị cũng đủ tiền để mình làm phí giấy tờ xe rồi nha anh chị nha. Thì chương trình này rất là lớn đang áp dụng cho dòng xe Honda Pajero 160 này. Pajero 160 này hiện tại này thì nó có đầy đủ phiên bản và màu sơn xe. Ngoài ra có những cái phiên bản mẫu màu sơn xe cực kỳ rất là đẹp nữa. Thì anh chị nào mình quan tâm đến cái mẫu này thì cứ liên hệ ngay với Hồng Đức 10 nha anh chị nha. Để mình có thể là lựa chọn những cái mẫu xe nhiều màu sơn nhất để cho anh chị lựa chọn rất là dễ dàng nha. Mẫu này hiện tại này là đang rất là hiếm hút hàng anh chị, là do lượng khách hàng mua rất là nhiều nha. Chính vì thế là lượng xe thì sẽ không có kịp để cung ứng cho anh chị, nhưng mà hiện tại này thì bên Chí vẫn có đầy đủ hàng cho anh chị nha. Stem Pajero 160 trong xe rất là đẹp nha anh chị. Thì hiện tại nay thì Honda Pajero 160 anh chị, thì khi khách hàng mình mua xe
được bảo hành chính hãng tại những head trên toàn quốc luôn nha anh chị nha, 125 cũng như 160 luôn. Nhưng khi anh chị mình mua xe phải là xe chính hãng, được phân phối chính hãng nha anh chị, chứ mình mua xe mà nhập khẩu theo dạng tư nhân ở những cửa hàng xe tổng hợp thì cũng không được bảo hành chính hãng đâu nha anh chị nha. Thì cả hai phiên bản này thì được bảo hành chính hãng cho anh chị luôn. Thì những cái đặc quyền khi anh chị mình mua xe của tại head chính hãng giống như head Honda Hồng Đức 10, thì nếu như mà ở tại khu vực Sóc Trăng này thì anh chị mình mua xe những cửa hàng xe uy tín, cửa hàng xe head anh chị mình sẽ được những cái chế độ hậu mãi của Honda là nó uy tín chất lượng hơn nha, như là tại Hồng Đức 10 chẳng hạn. Khi anh chị mình mua xe thì được chạy thử xe nè, hồ sơ có sẵn để mình đăng ký ngay nè, và thêm cái nữa có đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao nè để mình kiểm tra chăm sóc xe, định kỳ bảo dưỡng cho xe của mình, tuổi thọ sẽ cao hơn nè, và có phụ tùng chính hãng sẵn và đầy đủ cho anh chị mỗi khi mà anh chị muốn thay thế nha. Và hai cái mẫu xe này á, thì theo chỉ đánh giá thì một bên á, thì thiên về nhỏ gọn thanh lịch, một bên thì sẽ hầm hố thể thao và mạnh mẽ, thì anh chị mình thích theo cái phong cách nào á thì mình có thể mình lựa chọn để mình sử dụng cái mẫu xe đó nha anh chị nha. Thì theo chính đánh giá thì trong cái phân khúc động cơ 160cc thì cái mẫu dòng xe Honda Vario này được rất là nhiều khách hàng đã ưa chuộng và như tin dùng. Cái mẫu xe này mình có thể là dùng với mục đích là mình đi làm, đi học, đi chơi chẳng hạn, và anh chị có thể là đi đường dài, đường xa thì đi mẫu xe Honda Vario 160 này thì cực kỳ rất là tiện lợi luôn anh chị. Với những cái tiện ích an toàn như là ổ khóa thông minh Vicky nè, có thắng ABS luôn nè, và lớp không xăm, tiết diện lớn, mình đi rất là bám đường, rất là an toàn luôn nha anh chị. Xe được thiết kế rất là góc cạnh uy lực mạnh mẽ, với khối động cơ 160 rất là uy lực nha. Thì ngoài ra thì anh chị nào mình muốn mua xe qua hình thức trả góp, muốn nhận ngay quẹt góp á, bên chứ hỗ trợ chương trình góp 0% lãi suất cũng có nha, và nhận ngay quẹt góp cũng có, chỉ cần trả trước 20% giá trị xe thôi, hai xe này đều được nha anh chị. Trả trước 20% giá trị xe, lãi suất là 0.79%, có kỳ hạn từ 12, 15, 18, 24 tháng tùy theo anh chị mình chọn nha. Anh chị mà mình có xe cũ mình muốn đổi lên đời mua xe mới, bên chứ cũng có hỗ trợ cho anh chị luôn nha, với chương trình là thu cũ đổi mới nha. Mình được góp được 0% lãi suất hoặc là được giảm thêm 1.000.000 trên giá xe mới cho anh chị, và xe cũ thì bên chứ sẽ thu với giá cao hợp lý để cho anh chị để mình sử dụng xe nha. Thì anh chị nào mình có xe cũ thì cứ mang lại cửa hàng lên chị, bên chứ sẽ định giá cho anh chị nha, thì với giá hợp lý cho anh chị, đúng giá với thị trường, và khi mình đổi mua xe mới sẽ được hỗ trợ giảm giá 1.000.000 trên giá xe mới nữa. Có rất là nhiều chương trình khuyến mãi trong tháng này, thì anh chị nào mình quan tâm thì cứ đến ngay với Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha anh chị. Thì ngoài hai phiên bản này ra thì còn những cái phiên bản mẫu màu sơn xe khác nữa, thì anh chị nào mình quan tâm thì đến ngay Hồng Đức 10 để mình lựa chọn nha. Thì video của mình đến đây là hết, xin chào hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào hẹn gặp lại, xin chào ạ.